Xin chào tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày cũng như là thông tin về sầu riêng ha. Thì trước khi mà em cập nhật cho anh chị về giá thì em cũng cập nhật cho anh chị về cái tình hình là sầu riêng ở miền Tây nha anh chị. Thì hiện tại là cái năng suất ở miền Tây thì không có về cái sản lượng nha anh chị ha. Nhưng mà được cái là giá rất là cao luôn. Và anh em nhà vườn thì kêu bán cho mà lái anh chị thì cũng giá từ 140 trở lên nha anh chị ha. Và cái giá kho ngày hôm nay thì em thấy nó cũng có tăng so với ngày hôm qua nữa nha anh chị ha. Nói chung thì tăng cũng vài giá thôi, nhưng mà chi tiết thì em sẽ cập nhật cho anh chị nè. Thì kho đầu tiên là em sẽ cập nhật tại kho anh Văn Lương ha. Thì đối với Thái miền Tây á, loại A là mua là 165.000, còn loại B là mua là 145, và hàng C là mua 6X nha anh chị. Còn hàng Ri 6 ngày hôm nay là mua từ 150 cho đến là 155, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg ha. Còn loại B là mua từ 135 cho đến là 140, trái từ 1,7 kg cho đến là 5,5 kg, và hàng C là mua 6X nha anh chị. Thì số điện thoại để cho anh chị có thể là gọi được là 084 693 9212 để gặp ngay là anh Lương ha. Thì giá này thì cũng tương đối là khá là ổn nha anh chị. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho của anh Trần Huy Hoàng nha anh chị ha. Thì đối với mà hàng Thái thì anh này ảnh thu mua là 165.000, còn loại B là 145, và hàng C là mua 70 ha. Còn hàng Ri 6 của mình là loại A là 150, còn loại B là 130, và hàng C là 60. Thì đánh giá thì kho này là mua hàng C là cao hơn là cái kho của anh Văn Lương khoảng đâu là 5 giá nha anh chị ha. Là hàng giạt đó. Còn đối với mà hàng Thái mẫu thường thì cũng ngang giá với nhau. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho của anh Tấn Phan ha. Thì kho của anh Tấn Phan đối với Thái miền Tây ngày hôm nay là mua từ 160 cho đến là 162, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg. Còn loại B của mình là mua từ 140 cho đến 142, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,2 kg ha. Còn hàng C của mình là mua là 65.000. Còn hàng Ri 6 miền Tây là mua từ 150 cho đến là 152. Còn loại B là mua từ 130 cho đến là 132, còn hàng C của mình là mua 60 anh chị. Số điện thoại là 090 191 4924 để gặp ngay anh Tấn ha. Thì giá này so với hai kho trước thì giảm hơn là khoảng đâu là 3 giá. Tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho Tú Nguyễn nha anh chị. Kho Tú Nguyễn ngày hôm nay là phát giá hàng Ri 6 là từ 150 cho đến là 155. Còn loại B là mua từ 135 cho đến 140, còn hàng C là mua 6X. Còn hàng Thái là 165 nha anh chị. Còn loại B là giảm 20 giá, còn 145. Còn hàng C của mình là 6X. Số điện thoại là 0979 101 601 ha, để gặp ngay anh Tú. Tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho của anh Tiến Lộc ha. Thì kho của anh Tiến Lộc ngày hôm nay là hàng Ri 6 là mua 145.000 loại A, còn loại B là 125, còn hàng C là 65. Còn hàng Ri 6 là ảnh tạm ngưng nha anh chị. Thì số điện thoại là 034 899 6069 để gặp ngay là anh Lộc ha. Thì giá này so với những cái kho khác á, thì khoảng nó rẻ hơn khoảng đâu tầm 10 giá luôn nha anh chị. Cái này là thu mua tại ngã tư Hưng Long đó. Rồi tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho của anh Trần Đại Dương ha. Thì kho của anh Trần Đại Dương ngày hôm nay phát giá loại A là 160 cộng nha. Có nghĩa là số lượng ít là 160, nhưng mà số lượng trên 2 tấn là sẽ là tính theo giá cộng. Còn loại B là 140 cộng, và hàng C là 65 ha. Còn hàng Ri 6 là 150 cộng, còn loại B là 130 cộng, và hàng C là 60. Số điện thoại là 033 926 2262 để gặp ngay anh Dương. Tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho Gia Long nha anh chị ha. Thì kho Gia Long thu mua hàng Thái ở Bảo Lộc á là 157.000, còn loại B là 137, và hàng C là mua 62. Còn hàng Ri 6 là sẽ mua là 150 nha anh chị, còn loại B là 130. Thì hiện tại là mua tại Bảo Lộc nha anh chị ha. Còn ở Tiền Giang thì hàng Thái là sẽ mua là 160 nha anh chị, còn loại B là 140, và hàng C là 65. Còn hàng giạt là mua từ 30 cho đến 40. Số điện thoại là 0767 633 733 nha. Đó là vậy. Tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái kho khác nữa để cho anh chị tham khảo. Tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho của bạn Tuyền nha. Thì đối với mà hàng Thái á, là sẽ mua là 160 nha anh chị ha. Loại B là 140, và hàng C là 65 ha. Và hàng giạt là mua từ 30 cho đến 40. Còn hàng Ri 6 là tạm ngưng nha anh chị. Còn hàng Thái Bảo Lộc á, là mua từ 157.000, còn loại B là 137, và hàng C là 62 ha.
Số điện thoại là 0794 388 920 để gặp ngay là bạn Tuyền nha. Rồi thì hôm nay em cũng cập nhật cho anh chị một số thông tin như vậy ha. Nói chung là giá của mình là có lên nha anh chị. Còn anh em miền Tây tại vườn thì hiện tại là mua giá phát giá. Nhà vườn mà bán thì kêu cũng khá là cao nha, từ 140 trở lên đó. Tại vì sản lượng không có, thành ra là giá sầu riêng của mình nó đang rất là hút ha. Nói chung là anh em cũng canh mua bán đi, tại vì cũng mưa bão nhiều đó. Thì anh chị cứ canh ha. Rồi em cũng xin được mến chào.